thì có phải là một thói quen xấu hay không? Tự xử thì nó sẽ mang lại lợi ích và tác hại gì? Đầu tiên thì cái việc tự xử thì nó không phải là một thói quen xấu đâu mọi người ạ. Có một số lợi ích mà cái việc tự xử đem lại mà chúng ta không thể nào mà phủ nhận. Wow. Đầu tiên thì cái việc tự xử đúng cách ý, thì nó sẽ là một số cơ quan quan trọng như kiểu là hai quả trứng của chúng ta đấy, của các anh ấy, nó sẽ hoạt động rất là ổn định. Thứ hai là nếu việc tự xử với tần suất hợp lý này cũng sẽ tốt cho sức khỏe và tinh thần của nam giới rất là nhiều. Thứ ba là còn gọi là cái giải pháp cứu cánh cho các anh trai đấy, giúp những cái anh trai trưởng thành này có thể đáp ứng cái nhu cầu, hoặc là những cái bạn chưa sẵn sàng để dẫn thân vào những cái cuộc yêu này. Cuối cùng đó chính là nâng cao đời sống tình ái này, hạn chế được các bệnh xã hội. Thay vì của hờ với một người xa lạ thì cái việc tự xử đúng cách nó sẽ giúp các anh tránh được các bệnh như kiểu HIV này, giang mai này, lậu này, vân vân và vân vân. Bên cạnh những cái lợi ích thì nó sẽ có những cái tác hại tiêu cực nào mà các anh không thể ngờ tới thì mình sẽ chia sẻ trong cái video tiếp theo nhé. Follow Trang dịu dàng để giúp Trang nhiều người nhé.